Hello anh em. Dịch dã quá nhưng mà thôi cũng làm video thì xin phép anh em mấy phút bỏ cái khẩu trang để nói cho anh em dễ nghe. Ngày hôm nay thì Beautiful Car, Viên Nhật Auto, chúng tôi có một chiếc xe chào bán lên quý anh chị các bạn. Một chiếc có thể coi là cũng khá cổ, tuy nhiên nếu mà anh em nhìn tuổi đời 11 năm tuổi. Tuy nhiên thì anh em nhìn những cái thiết kế tổng thể hay cái ngoại hình nội thất thì đây là một chiếc xe phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Mercedes C250 2010. Đã qua 11 năm sử dụng nhưng chiếc xe này phải nói là một chiếc xe đại chất, một chủ từ đầu, chạy 11 vạn. Màu sắc sơn si các thứ anh em nhìn rất tuyệt vời, và ngay cả tiếng đóng cửa. Riêng dòng mẹc thì anh em quá là thoải mái luôn. Thực ra chiếc xe này thì sẽ hơi kén khách một chút. Nếu nó là màu trắng thì có lẽ là anh em chúng tôi sẽ bán nhanh hơn. Và đây nó là màu xám. Anh em biết là một chiếc xe như này hiện tại bây giờ trên thị trường ấy đang giao dịch đâu đó giá nó khoảng tầm 440 đến tầm 470. Chiếc xe này thì anh em tôi đang chào bán là 455 triệu. 455 triệu anh em có một chiếc C250 2010, một chủ từ đầu, chạy 11 vạn, cam kết zin 100%. Một chiếc xe tuyệt vời đến từ thương hiệu Đức. Anh em sẽ có một chiếc xe rất đẹp. Và cái công nghệ của nó thì cũng không có gì có thể phàn nàn được. Ví dụ đèn bi LED, lốp run flat, một phần logo rất đẹp luôn. Đấy. Nhìn nó có cái gì đó nó rất là doanh nhân, exclusive. Một chủ từ đầu biển Hà Nội nhé anh em, 31F1436. Chiếc xe này thì tại sao tôi lại nói là kén khách? Bởi vì ở cái tầm giá 455 triệu này để anh em chọn một chiếc xe Mercedes 11 năm tuổi thì thật sự là phải những anh em biết về xe, chơi xe thì mới lựa chọn những mẫu xe như thế này. Anh em sẽ có một chiếc xe rất đẹp, rất sang trọng, rất doanh nhân, đi rất thích, không có gì phàn nàn cả. Cực kỳ an toàn, khỏe, cách âm tốt, không có gì để chê. Nhưng anh em sẽ phải đánh đổi thứ nhất, 11 năm tuổi thì đồng nghĩa việc là bảo dưỡng, sửa chữa mình sẽ liên tiếp gặp những cái cấp bảo dưỡng cấp lớn. Và đó, chi phí bảo dưỡng nó cũng là một trong những cái phần mà anh em cảm thấy lăn tăn khi mình động đến những cái dòng bim già mẹ cổ như thế này. Còn tại sao chiếc xe này sẽ vẫn phù hợp với một số những anh em? Ví dụ, mình biết về xe, chơi xe đã lâu rồi thì cái việc mà tối ưu hóa cái chi phí sửa chữa, vận hành, bảo dưỡng, điều đó anh em làm rất tốt hơn rất nhiều so với những anh em mới. Thứ hai là những người cần những chiếc xe mà an toàn với cái tầm tiền hợp lý. Thứ ba sẽ là những người cần những chiếc xe đánh bóng tên tuổi. Thì đây sẽ là những cái sự lựa chọn rất là hợp lý. Anh em nghĩ xem sao, 455 triệu mình có một chiếc Mercedes mình chạy 11 năm tuổi mà nhìn cũng chẳng khác gì những cái dòng xe khoảng tầm 4-5 năm trở lại đây cả. Những cái thiết kế rất Mercedes, không có gì để chê. Hiện tại thì chiếc xe này chúng tôi bán ra cam kết với toàn thể quý anh chị khách hàng zin 100% nguyên bản, máy móc hộp số keo chỉ không đâm đụng không ngập nước, km 11 vạn chuẩn. Anh em có nhu cầu tìm hiểu trực tiếp mẫu xe này và lái thử thì xin vui lòng ghé qua Việt Nhật Auto có địa chỉ ở 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Trước khi kết thúc video thì tôi mời anh em chúng ta cùng ngó qua một chút về khoang nội thất của chiếc Mercedes C250 2010 để anh em thấy là chiếc xe này nó chất như thế nào. Tôi sẽ không quay chi tiết zin từng bộ phận một bởi vì nó rất tốn nhiều thời gian của anh em xem. Anh em nào biết về xe nhìn qua một chút là đủ hiểu độ chất của chiếc xe này như thế nào. Hàng ghế thứ hai anh em sẽ có một cái sự rộng rãi vừa đủ đến từ dòng C-Class. Tất cả các chi tiết ốp gỗ nội thất xuất hiện rất nhiều ở đây. Và nếu anh em muốn xem chi tiết tôi mời anh em lên khoang cabin luôn. Nghe tiếng đóng cửa là thấy yêu rồi. Đây, anh em nhìn khoang cabin này, 455 triệu mình sẽ có một chiếc xe như thế này. Ốp gỗ rất nhiều các vị trí này, vô lăng cực kỳ chuẩn. Đây, chìa khóa hai xe, hai chiếc còn nguyên theo xe luôn nhá. 73 vạn mai tương đương với khoảng tầm 11 vạn km. Đó là con số thực tế của mẫu xe này. Anh em có ghế điện này, có giới hạn tốc độ limit này. Điều hòa thì rất là mát, rất tuyệt vời. Quan trọng là nó sang đấy, và cực kỳ an toàn nữa. Xe Đức thì phải nói là về tính năng an toàn không có bất kỳ mẫu xe nào hiện tại có thể so sánh được cả. Anh em tự tin về điều đó. 455 triệu mời anh em ghé qua Việt Nhật Auto, chúng ta cùng trải nghiệm thực tế mẫu xe này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất chuẩn bị về Beautiful Car. Cảm ơn anh em, xin chào.